Hello, hello, chào các bạn. Hôm nay mình sáng Chủ nhật ở bên Việt Nam các bạn. Mình đi ăn phở Việt Nam. Phở gà nha các bạn. Đây các bạn thấy tô phở gà không? Có ngon không? Đấy. Phở gà. Này quán gì á? Quán Việt Nam mà quán gì? Vĩnh Long hả? Phở gà Phở Vĩnh gà Việt Nam, phở gà cà phê Việt Nam. Đây, cà phê đá đây các bạn. Rồi, rau nè. Bây giờ mình vô quán thì mình ăn thì người ta đem tương đem đồ sẵn là mình lấy tương vô nè, phở gà. Tự nhiên nhớ nhớ cà phê với ăn điểm tâm sáng ở Việt Nam quá, cái đi quán Việt Nam anh. Đây các bạn thấy cái phim cà phê Việt Nam không? Phê Việt Nam đó. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Phim này phim cái bằng Phim khủng. phim khủng của Đào Vlog Việt Nam. Đào Vlog Việt Nam. Em gái nó mua gửi qua, kêu nó gửi qua cái phim nhỏ nhỏ rồi nó gửi qua cái phim quậy một cái cả làng đi uống. Đây là rau quế nhà chồng. Đâu? Rau quế nhà chồng em mới cắt nè, thấy không nè. Còn Ủa mấy cái sao ăn quán Việt Nam mà quế mà nhà mình trồng cắt đem lại hả? ta trồng cắt đem lại ăn, cắt lại ăn. Đó, đây đây. Còn thì giá nhà làm hương vị Việt Nam thì chủ quán người ta làm, còn này chủ quán người ta trồng ra không thấy không. Chanh này anh nhớ chanh ớt này thì như nhớ chanh ớt gì của người ta hết ớt này bên Mỹ mua về ở bên Mỹ thì có đó là chanh ớt này là ớt Việt Nam đây anh ơi, ớt này ớt Việt Nam. Rồi, xin mời. Xin mời các bạn dùng. Nhìn cà phê Việt Nam quá, uống cà phê Việt Nam trước đi. Uống cà phê phim Việt Nam. Cà phê đây nhiêu ly vậy bạn? Ừ, ngon. Ngon không? Ngon, ngon. Ngon quá. Anh uống thì còn ngon quá, cà phê Việt Nam ngon quá. Hương đúng hương vị quê nhà. Mời các bạn cùng ăn điểm tâm với mình nha, ăn điểm tâm Việt Nam nha. Các bạn nào nhớ nhà thì ăn phở gà Việt Nam và thời uống cà phê phim Việt Nam, cà phê phim khủng. Thì em mới gửi cái phim bơ mà các bạn ấy mình nó mua phim lớn lớn, tại phim gia đình thì là cái phim nhỏ mà cái nó hai hai size mình không biết hai Rồi, size xin mà mời. Cà phê đá. Đây các bạn thấy không, cà phê Việt Nam đúng chất, cái phim Việt Nam các bạn thấy khủng không? Chứ em mà mình mới muốn uống cà phê Việt Nam trong phim, nó một cái phim nó gửi qua và nó hỏi size nào, mình ở nhà hồi đó thì cái phim nhỏ thì mình nói là phim lớn chỉ có hai size lớn chút chứ nhỏ thôi, tự nhiên cái nó đang nghe nhỏ nó đi mua cái phim này, nó nói còn một cái loại lớn lớn hơn nữa, phim này là để phim kịch ta kinh doanh, nó không biết gửi cái phim này qua, trời ơi nhìn cái phim mà cười quá trời, cái này pha cà phê cho cả ở cái hết con đường Alameda nữa. Rồi cái nó nói là ôi thấy chưa vui quá thấy không, nhờ cái phim này mà chị với ảnh cười quá trời cười luôn, bây giờ đem niềm vui đến á. Sáng này mình nhớ là mình ở Việt Nam đây, mình đang ở Việt Nam đây, bạn Ôi, ơi. nhớ Việt Nam lắm. Tương đen này là tương ăn phở. Còn tương, anh ăn tương ớt không? Có sa tế nữa ăn không? Anh thích ăn như cái phở, cái ớt giòn đó phải không?
ngon quá. Ở Việt Nam nhưng mà ăn ở đây ngồi trong máy lạnh thì ra nó không có nóng. Máy lạnh gần máy lạnh. Thì mình mang mát, ở đây mát thì mình nói máy lạnh đi. Ở đây không có dám máy lạnh. Ở đây chừng trời nóng một cái là chạy ra ngoài luôn. Cái món mà phở nãy giờ nói cho các bạn vui vậy chứ phở ăn ở nhà các bạn ơi, nấu phở ở nhà nhưng mà phở gà đó mình nấu mình có chia sẻ rồi, thành ra mình sợ mình nấu mình chia sẻ nữa thì không biết các bạn có thích không. Thành ra mình ăn mình nấu, nhưng mà mình các bạn nào mà muốn nấu phở gà vô cái video phở gà của Thanh Triều đó, mình có nấu mình chia sẻ đó các bạn. Đánh phở gà thêm với Thanh Triều là ra các bạn. Bất cứ món gì mà mình bỏ trên mạng bây giờ là trên YouTube của mình, cái trang của mình bây giờ 1,300+ cái video rồi. Cho nên những cái món làm ăn thì như nó rất là nhiều. Mà các bạn muốn xem á, cái món gì mà các bạn đánh vô thì các bạn thêm cái chữ Thanh Triều là Google nó sẽ nhớ, nó search ra cho các bạn xem. Cái nấu phở gà này rất là dễ nấu các bạn, nó nhanh lắm, với lại cái hương nó không có nhiều như nấu phở bò. Ớt giòn mà mình nấu mình không có thời gian nấu xương nhiều á thì mình nấu gà, với là mình nấu cái nước súp gà đó các bạn cũng rất là ngon, không cần cái thời gian dài, mình trong vòng 1 tiếng là mình có phở gà ăn rồi. Cái giá này mình làm các bạn, mình cũng có làm video, cái giá này rất là ngon các bạn thấy. Nó mập rất là ngon, làm chừng 3 ngày đến 4 ngày, nếu các bạn ăn ngắn thì 3 ngày. Còn ăn cho nó đủ thì 4 ngày là ngon rồi. Còn thiếu giá không? Thiếu giá thêm. Đủ. Rất là ngon các bạn ơi, ngon lắm, mà uống ly cà phê vô nữa tưởng tượng như mình đang ở Việt Nam rất là vui. Ăn gì chị Ngân với Trinh rồi thấy thèm. Chị Ngân với Trinh mình về á, uống lại quán ăn phở Cali ăn hương vị của Mỹ, có phở gà nữa. Vĩnh Long cũng có quán Cali. Người đó ở bên Việt Nam, ở bên đây nè, về bản đem hương, đem cái hương bên đây về bản cho đứa em nó nấu phở bán. Phở còn có thiếu chanh nữa mà rất là ngon, em không cần thêm nữa chứ, anh thích ăn ngon quá, chanh thì một miếng mới ngon. Đây cô gái Việt Nam đây. Luộc nó vừa không? Các bạn luộc gà, giờ bên đây các bạn mua mà gà tươi ha, gà đi bộ, các bạn luộc 15 phút thôi, nước nó chừng khoảng 70 độ, 70 độ các bạn để gà vô luộc, thêm một chút miếng, một miếng muối với một ít bột nêm, xong các bạn luộc 15 phút. Khi luộc là các bạn nhớ trở gà, nếu cái nồi các bạn nhỏ cho nó ngập gà, còn nếu không ngập các bạn trở tới trở lui cho nó nhiều. Xong 15 phút các bạn tắt lửa, đậy nắp lại, khoảng 10 phút 15 phút sau các bạn vớt con gà lên, rồi các bạn đưa vô cái giòi sen, các bạn xịt nước cho nó thẳng cái da ra là cái da nó rất là giòn, mà con gà nó không cần nấu lâu, nó không có bị mềm xèo ăn ngán lắm, ăn nó dai nó giòn rất là ngon. Hèn chi, mới ăn miếng da giòn quá. Mới ăn miếng da giòn quá, em làm vậy hả? Ồ, hay quá ha. Khi mình để mình luộc ở trong cái nước hoài, con gà nó mềm, ăn ngán. Ồ, làm miếng trên nè.
cái miếng thịt gà các bạn thấy không? Chặt miếng gà, nhìn miếng gà, thịt gà là nó dai, nó ngon rồi. Cái da nó rất là giòn luôn. Nhiều khi Việt Nam muốn nấu mấy cái món này, nấu cho cả nhà ăn mà sao tự nhiên về Việt Nam cái làm biến. Tại vì ra ngoài có đầy đủ trên cái làm biến các bạn ơi. Đi ăn sướng. Miếng thịt thật là giòn luôn á các bạn. Cái da nè, các bạn không ăn thì bỏ da, cho cái da ăn thỉnh thoảng ăn rất là ngon. Nó giòn. Mình ở bên đây tại cái khẩu vị của mình nó khác, thành ra nhiều khi mình đi ăn nó không có vừa miệng, không cảm giác ngon. Ăn muốn ngon phải nêm lại, nêm tương, nêm này với nọ đâu. Mỗi người cái khẩu vị nó khác nhau. Nhưng mà các bạn nhớ khi mà mình nêm nếm xong rồi á, mình dành vô cái tô nước lèo, một cái nồi nước lèo, một miếng nước mắm, nó sẽ đậm đà rất là ngon. Cho thơm á, thơm cái mắm, nó thơm mà nó đậm đà ngon lắm. Đi ăn đông vui, sáng cứ đi cái chục người đủ nhau đi thể thao. Ở nhà xong có hai người thì ăn hai người, con đi làm rồi xong thể thao rồi cái hú nhà đi ăn. Gà này nấu miếng luôn rồi được. Miếng gà. Miếng gà bữa mình mua ở đâu? Ở trên nhà thầu. Nên mới đem ra. Nóng quá. À, bên đó lạnh hả? Anh định nó đừng mua nữa, đừng mua thịt nữa, ngán lắm rồi, mua cá ăn. Mà đi kiếm cá bên chỗ cái tiệm đó nó không có cá tươi. Thành ra nó thôi mua gà đi, mình nấu phở gà. Rồi cái bữa sau đi, con nó chở đi chợ đó, trời ơi, cá mê quá, mua nhiều, mua cá không, không có mua miếng thịt nữa. Mua bữa mua cá tươi ha. Cá mua đỏ. Các bạn mua cá biển đó, tôi chỉ các bạn mua. Chỉ cái mẹo các bạn nha. Các bạn mượn cây gấp đây cá đó, cái cây kẹp á, rồi bác các bạn thò vô cái mang, nó lật cái mang giật ra, mà các bạn xem cái mang mà nó còn đỏ đó là con cá nó còn tươi. Còn khi mà lật ra như vậy mà cái mang thấy nó đen thui ha, là các bạn đừng có bắt con nó, tại vì nó chết đã lâu rồi cho nên nó bị đen, cái mang của nó, cái máu của nó đặc là nó đen thui rồi. À, chỉ cái mẹo nhỏ cho các bạn thôi. Là các bạn đem con cá về ăn, bảo đảm nếu mà con cá không tươi là đem lên đây tôi ăn cho. Còn gì để nói nữa không, mình biết gì mình chia sẻ các bạn. Nhưng mà anh nói nếu mà không ngon đem đi anh ăn cho. Nếu các bạn nói cho bằng lợi cho mình không? Thì nhiều khi người ta nói không ngon rồi, thường hay là cái gì đó bắt cá hay là cái gì đó. Còn mình cũng có, mình hiền lắm. Các bạn ăn ngon thì các bạn đem đi mình ăn cho. Đâu biết lòng ai đâu. Nhờ vậy mình mua hổng mấy con cá
con nào về mình ra cũng tươi, ăn thịt dễ cắt dễ nhét rồi các bạn, ngon. Lâu nữa ăn cá nấu canh chua với muối chiên thôi mà ăn trời ơi mừng quá hết rồi mừng luôn. Chứ không phải mà cá biển mà đông đá không ngon, không phải không ngon là tại vì con cá muối lâu quá cho nên nó làm cái thịt con cá nó chín đi, nó không tươi nữa. Bữa nào anh chia sẻ với mấy bạn á, cá muối sao mà chiên ăn cho nó ngon á, rất là nhanh luôn, ngon. Thế nào vừa làm cá cái cắt muối liền chiên liền đem ra chia sẻ cho các bạn làm gì ăn rất là ngon, không cần muối trước. Thịt gà rất là ngon các bạn ơi, dai ngon á, ăn nó dai như thịt gà đi bộ ở Việt Nam. Nếu mà con cá đem lên mà bắt đi xong đem lên ha, bắt cái hồ đem lên ha, mà còn giải nành đặc vậy đó là bảo đảm dọn đồ ăn ra sẵn sàng hết trơn, trong vòng 10 phút là có một món ăn. 10 phút mà sao làm chiên kịp anh? Kịp đâu, anh phải nói là 30 phút. Không, chiên 10 phút là áp lửa và xong chín nha. Không anh, chiên thì khoảng 5 phút là chín rồi, tại mình làm ít mà. Làm ít, làm 2 cứa thôi. Cắt mỏng hả? Ừ. Làm cá chưa đầy 3 phút, tại vì em cắt ra 2 cứa cái em làm. Thấy không? Đâu có lâu đâu. Chiên cho 7 phút nữa là chín, làm 10 phút là có 2 thứ cá à. Chiên tư hoặc là chiên nước mắm. Nói sơ sơ các bạn nghe chơi thôi chứ bí quyết mình chưa có lên clip. Các bạn nào có cần cái phim Việt Nam để chăm có khách chưa khác ha, chăm phim á à. Cho mình cho mượn. Không có, cho cái địa chỉ các bạn ở Việt Nam xuống Mỹ Long ha. Lại hỏi cô nào tên Đào mình mua dùng cái phim. Ngon quá, ngon. Đây là cái đá mà nhưng mà trong cái phim này nó mới đặc. Các bạn thấy em đen thui không? Cà phê riêng luôn, không có pha một miếng bắp, miếng đậu gì hết. Ở bên đây là hoàn toàn cái vụ mà cà phê mà pha là không bao giờ có. Các bạn đi mua trong cái cò á là nó bán bịch nhà hộp không à. Mình đem lại có cái máy, các bạn muốn xài, muốn tăng nhỏ, lớn nhỏ gì đó các bạn xài. Xài xong đem về bỏ phim và pha uống. Rất là tốt. Chứ không có pha gì hết. Một buổi sáng, một tô phở gà, một ly cà phê phim, tây đá, cà phê phim. Tuyệt vời các bạn ơi. Thỉnh thoảng các bạn nào nhớ quê hương, nhớ làm như vậy nha các bạn. Rồi, thôi kết thúc video tại đây các bạn. Mình hay rất là ngon, sáng, rất là ngon buổi sáng. Ăn phở gà, uống cà phê đá Việt Nam. Chào các bạn. Rất là ngon các bạn. Các bạn thỉnh thoảng làm vậy. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Các bạn nào chưa subscribe nhớ subscribe dùm. Cảm ơn, rất là cảm ơn. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye các bạn, bye bye. Bạn nhớ chăm cà phê Việt Nam nhé. Chăm phê phim.